Ở đâu? Ngang này luôn. Này à? Vâng. Này. Ạ. Này, này chạy đây này là kiểu gì là nó chạy chạy ra vườn thôi. Không còn lắm. Ui giời ơi, ui. Ui, cái này. Ui, đây đây, chào đây. Đâu rồi, đâu rồi? Đây. Đây rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đây này. Đâu? Nhìn, nhìn thấy không? Ui, rắn khổ mang rồi, anh ơi, đúng rắn khổ mang rồi, đúng con này rồi. Đây. Con này rồi, em về em kiếm nhìn thấy nó mà. Đừng, đừng. Em về cái đầu ngõ này này. Ui đúng rồi. Đừng bắt con này. Con này nó cắn toi toi luôn đấy. Ui đúng rồi. Đúng rồi, em về anh kia cái em nhìn nó nằm ở cái chỗ cái đầu ngõ kìa. Khổ lắm mày. Kéo kéo lên thử ra. Ui ôi. Ê. Ui con này to thế nhỉ. Ui giời. Ui to luôn. Ui. Ui cẩn thận đấy. Thế là về thấy nó nằm giữa cổng luôn à. Ui em về cái nó nằm ở cái chỗ kia kìa. Ui sao mày. Này. Nhá. Ui. À. Khổ mang không anh? Khổ mang, khổ mang. Ê ui, giống gớm nhỉ. Ủa mang thật anh ơi. Ui, nó bành, nó bành. Ui, to thế à? Ui, anh cẩn thận đấy. Ui, trời ơi. Ui. Ê, thấy nó bò ngang cổng luôn. Em về nó nằm ở cái chỗ này này, em bê cái chậu ấy, phải không? Đây này, cái vết này nó còn đi đấy, ui. Sợ anh. Ui, anh cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Trông trông của anh để anh xem rồi, trông trông cổng nào. Nó bò nhau ở chỗ này. Đấy. Đi dậy. Ở đây có tiếng gì ấy? Ở đâu? Ở đây. Anh cẩn thận nha anh ơi. Em về cái nó nằm ở ngay cái chỗ này cứng nhất. Này. Dưới có tiếng gì không nhỉ? Này. Đi dậy nhé. Cẩn thận nhé, cẩn thận. Ui trời ơi. Đi dậy. Ui, màu đỏ luôn. Ở đâu? Đây, trong đây. Ui, đây này. Ui, 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 kinh chưa? Ui, hết quá cái đuôi anh nha. Ui này. Ui, hàng nó trong đây này. Tiếp chưa? Đây nó này, nó dài nhỉ. Nó làm được này. Con này to chưa này? À, ở đây nó có cái nỗ nỗ gì đây. Hai hàng chuột. Ui, vẹn vẹn nó kéo cái chỗ này. Kéo 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 đuôi này, kéo kéo đuôi này. Cẩn thận đấy. Đấy, đấy, đấy cái đuôi. Ê, con to lắm anh em. Ui thế, con này vừa đó, nó không bỏ nỗ nhỉ. Nó bỏ nỗ anh em không tìm thấy. Này, to chưa? Anh nôi thử ra, nôi thử ra. Ui, ui, nặng lắm. Nặng lắm á? Con này dài to lắm. Ui đầu rồi. Ừ, đầu. Ui, đầu. Ê, nó bỏ chết này, thằng bói, thật ra đấy. Ui, cái gì? Không đùa đâu. Ui, cái gì? Dạ làn. Ui, con này to lắm. Ui, kìa. Con cháu đi bắt rắn không ạ? Dạ mà. Anh cẩn thận nhá. Kìa, 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 nó có đầu kìa, kìa. Ê. Có bắt được. Bắt phải từ từ mới vào. Từ từ này con này con này cắn nó chết ngay toi luôn đấy. Ôi. Không phải một con em ơi. Mấy con nhá. Mấy. Ui cái anh ấy sao đi? Cái hàng này mấy con luôn. Cái đuôi của nó đấy. Đuôi nhá. Ui cái đuôi với bạn. Ui hai con rồi. Anh ơi con này đánh chết mẹ đi nhá. Đừng đừng đánh. Đừng đánh. Đừng đánh. Đấy bọn em bắt luôn. Bắt sống được. Đấy bọn em đánh chết bỏ chết người ấy. Đừng. Ui. Anh cẩn thận hai đuôi này. Đấy, hai con. Đây bọn này đi theo ổ rồi. Xem xem này. Ui cái nỗ ổ nó lúc nhà không giúp cho mình. Này móc ra này. Cái bản móc em xem thử này anh. Ui tủa chưa. Này đêm mà nó ra cái là chốc làm xin con đây nhá. Là đi okay. Đi cái nam mổ ngay đấy. Em phát hiện nó chốc làm xin con. Ui kìa. Ui anh còn một con nữa kìa. Ui trong kia anh ăn đuôi kìa. Đâu rồi. Trong kia. Ui ra nắm hết trong kia. Ê. Đấy cho hao này vào sân đi. Ui đây anh. Thế này ổ này ba con bốn con. Ui đây này con này đã chì đây. Này kìa mồm kìa. Mồm kìa đứng đớp kìa. Ừ. Con này bêu. Đây nó này cháu đang. Bao cuộn tròn nó ra. Ấy, nghe chú nhá. Ừ. Ừ. Ừ.
bọn cháu đi bẫy rắn rồi mà. Vừa đặt bẫy ở ngoài núi không được con nào. Anh em đập chết mẹ đi nhá. Đừng. Hổ mang không ạ? Hổ mang. Còn đấy đó đâu. Đây. Con to kìa. Ui. Con to thế. Ui. Yêu kinh nó nằm nhặn chín hết hai luôn này em này. Kinh kìa. Ê cho nó vào đây đi, cho vào đây đi. Yêu mà con này phải 4 5 cân luôn. Dã mà. Yêu đầy đàn luôn. Ê. Cẩn thận nhá. Ui. Ê. Mày lấy ba cho chú cho cho một con. Này, ui đầu. Tí ngoài có phần. Ui quả hết. Nó bán cái kia kìa. Không, cho không quả. Ui, ui. Cắn đấy. Loại này nó cắn phát toi luôn đấy. Cắn nó chết đấy. Hết rồi đấy à? Hết rồi. Cái hàng thì có 3 con. Ui, cắn này mày. Mà, có một con hả? Ui này. Và chắc là mấy hôm gì này mưa này. Xong rồi bắt đầu nước lên cao. Trông thợ nhỉ? Ui, trông sợ chứ này. Yêu trong kinh. Ui, ui. Ui, cẩn thận đấy anh. Cháu đập cho nó phát. Yêu trong kinh nhỉ. Toàn đất này. Này, ui, con này to chứ này. Ui, con này nó phải hơn mét, 2 mét. Mà nó kiểu cái bọn này nó cùng một lứa sao nhỉ? Ui. Anh cho em xin một con nhé. Đấy, tí cho anh cho một nửa luôn, tí cho hai con. Bọn ai lấy hai con không? Tí cho kỷ niệm luôn cho. Ui, mẹ em về nó nằm đúng ở chỗ này, xong nó lươn ở chỗ này. Ui dạ, anh cẩn thận anh. Ui dạ, anh cẩn thận nhé. Đừng có phỉ phỉ kinh. Ui, con này tỏa nhây. Thằng gớm ấy nhờ. Bắt được giỏi gì? Thằng ơi nó đi, về làm về thấy con đây. Anh trang ngồi em cái túi ra này. Cái này anh cho ra đây nè. Tí nữa đưa cho mấy hai con luôn. Ây, úi giời ơi. Ui anh cẩn thận nhá. Hai con tốt quá. Đang có bán đây. Anh cẩn thận này. Mang rồi đó. Ui, bắt cho hai con luôn nhá. Ừ. Bắt cho hai con ác luôn nhá. Ui anh cho em đấy, con cho luôn cả hẳn hai con to đi. Đây. Đấy. Nhà cầm đuôi. Đấy, đấy thú mà, cho hai này nhá. Đấy. Đó. Chết rồi, mình cầm mỗi bao thôi kìa. Úi giời ơi. Thế đây để tí nó lấy tí mình lấy cái bao khác. Có bao, có cái ra về đầu cây. Kìa, nó ngọc này. Chỗ ăn luôn ở trong cái nàn kia đi. Cho ông nàn này. Ừ, cho ông nàn này. Tí nó quả nó bỏ chết. Đây tí nó lấy cái bao cho vào. Tí luôn cho trong cái nồng mới rắn kia được kìa. Ui con này to thế. Ok. Ok nha mọi người, thì bây giờ anh em sẽ kết thúc video ở đây nhá. Để di chuyển hai con rắn này về, hẹn mọi người chứ còn sau nha, chào mọi người nhá.